chào các bạn. Hôm nay Liên sẽ thu hoạch rau vườn của Liên. Vườn của Liên, Liên trồng một số loại rau á. Bữa nay là nó lớn rồi. Bữa nay là mình hái ăn được rồi đấy. Đó. Cũng nhiều lắm. Nên Liên sẽ hái xong rồi Liên sẽ đi cho hàng xóm mỗi người một ít. Đó. Đây này, các bạn thấy cây súp lơ của Liên không? Ồ, cái cây súp lơ này nè. Đó, đẻ chưa? Liên ăn non. Tại vì mình trồng mình cứ ăn non thôi, chứ mình đừng có để giống như là người mình mua ngoài chợ thì nó sẽ to hơn, cái bông nó to hơn, nó rẻ, nhưng mà Liên không thích, Liên thích ăn non. Hái rồi, hôm nay chúng ta sẽ đẻ chưa, quên để show hàng cho các bạn xem chứ, đẻ không? Đó, một bông súp lơ, Liên có 3 bông súp lơ đấy các bạn, bên này nữa. Đó, một phát luôn, đẻ chưa? Bông như thế. Cái mày này nó nhỏ nhất này, nhưng mà ăn được rồi, mình chiến luôn thôi. Đó, đẻ chưa? Nó nhỏ xíu à? Đẻ chưa? Đó, giờ là Liên sẽ tới bóc cải, tới công chuyện rồi đấy. Không, bóc cải tới công chuyện với chị rồi. Đẻ chưa? Mình phẹt một cái đi cho nó đẻ không? Đấy nha, xuống lắm các bạn ơi. Sướng cực kỳ luôn. Đã chưa? Bắp cải như người ta ăn á, là ta bỏ mấy cái lá dưới hết này. Đấy không chuyện à. Đấy. Cái lá này lên để lên ổ làm phân. Đó. Đó, cái bắp cải vừa lên trồng có chút xíu là thấy không? Nhưng mà ăn được rồi các bạn, mình ăn non thôi. Đó. Cái thứ hai. Đấy, công chuyện với chị rồi nhá. Nhà một dao thôi nha, một phát thử coi. Đấy, cái này có vẻ nặng hơn cái kia đấy. Đấy chưa? Đã lắm. Rồi, tự nhiên cầm trên tay cái lần đầu tiên luôn, thật sự là lần đầu tiên lên trồng bắp cải đó. Đấy chưa? Sướng. Không thể kiềm chế cái sự sung sướng nó lại. Đấy, thứ ba Liên trồng rải rác lắm, nhưng mà lần sau là Liên còn ít hẹn bắp cải á, Liên trồng hết luôn, Liên gieo hết luôn. Cái này Liên mua có một gói thôi đấy. Đẻ chưa? Đó. Rồi, Su Hào mày tới cũng chịu với tao. Su Hào Liên trồng nhiều lắm, mày nó bị nứt trái rồi. Còn được đúng 3 trái là trái bên sau lưng cũng bị nứt kìa. Đó, mà nó cũng bị thối này. Trồng nhiều lắm. Mình cắt cái nứt đúng không? Cắt cái gốc đúng không ta? Thôi chị. Bị thối rồi thế. Đến nữa. Để cái lá cho đẹp quá. Đẹp. Rồi, hai củ su hào này nó về rồi. Đây, hai cái su hào, hai củ này chắc lên là lên nhỏ hôm nay luôn, tại vì đẻ nó cũng già rồi, tới lúc nó nhỏ được rồi, cắt được rồi. Đó, su tí hơn nha các bạn. Đây cái lá này nè, cái cống này là cái cuống này là lên hay kho với cá ăn ngon lắm, thật đỉnh luôn. Su hào kho cá, kho thịt cũng ngon. Cà rốt baby lên nhỏ luôn. Mấy ngày hái nhỏ được nó rồi. Nha, đây. Ô, bị thối cái này. Cà rốt siêu baby. Cái này lên nhỏ hết. Được bao nhiêu củ thì bấy nhiêu lên ăn. Bị cắn là sao, cũng chưa. Đó, được 2 củ ngon phết ta. Được phết đấy, củ này mập này. Thấy chưa? Ngon chưa? Cà rốt baby. Mình nghĩ chắc cà rốt baby nó chỉ cỡ này thôi mà. Nó to, người ta trồng to hơn chút mình thôi. Đó, thấy chưa? Nó bị tèo. Bụi lên luôn. Cười mắc cười á. Cụ này to này. Trời ơi, siêu to luôn.
gì cái củ này nó giống như cái củ lúc nãy à? To đại, củ này to đại. Thấy chưa? Khó quá. Đó. Trời ơi, khoái khoái. Thấy chưa các bạn ơi? Thành quả của Liên đây này. Cà rốt này ăn sống là hết sảy luôn. Là phải đi rửa cho nó sạch sẽ. Còn một xô hàng nữa chứ. Sạch sẽ rồi. Ừ, đỏ đỏ, kem kem. Màu vô đẹp liền. Còn mới lạ. Tí lượng mới lấy nó mình ăn. Đây là cái bí ngò này các bạn. Từ trước là Liên trồng bên này nè. Liên trồng bên bếp bắp cải này nè. Nó nhiều lắm. Mà đẹp ơi đẹp luôn. Lúc mà nó ra cỡ như vậy là bắt đầu ra bông rồi nè. Lá nó cực kỳ tốt luôn. Các bạn nhớ video lần trước Liên show cho các bạn không? Cái xong đúng một tuần xong nó chết hết luôn. Nó chết dần dần ấy. Tại vì nó bị đốm lá như vậy nè. Nó bị rầy phấn trắng với lại nhện đỏ nhiều lắm. Cái nó chết dần á. Chết hết luôn rồi. Liên đâu có ăn được trái nào đâu. Liên trái không hoạt được. Rất là buồn luôn nhưng mà không sao. Liên tiếp tục Liên vẫn trồng. Mình trồng để mình rút kinh nghiệm. Không có gì phải bỏ cuộc hết. Xót một cây cà rốt này. Đây, cà keo của Liên này, Liên ăn nhiều lắm rồi đấy, cà keo Liên ăn dần dần à. Liên ăn sáng á, Liên hái cà keo á. Ăn mì tôm á, Liên ăn mì tôm Liên ăn ngon. Đây này, hái lá này. Cái này mình không có chăm, cái nó dễ hết rồi. Đó. Đây được một nắm cà keo đã chưa? Bỏ nó lại. Thùng củi luôn. Bỏ cà keo dễ thương. Ăn sáng mì tôm chín thôi. Đó, giờ ta đi qua củ cải đỏ. Tới công chuyện nữa rồi. Chưa đã chưa? Để đây đi. Đó. Hai. Để quên đó. Ồ, đỏ đẹp ghê. Ôi cái củ này đã chưa. Ôi bị thối này. Trời ơi, uổng chưa. Đó. Nó nứt nè. Có cái củ ngon củ dở chứ. Ôi củ này siêu to. Đó. Trời ơi. Đã chưa. Củ cải đỏ. Đỏ chót. Thối đẹp nhờ. Đỏ chót luôn. Bữa này chiến hết nhỏ hết làm salad. Canh súp cũng cho vào với su hào cũng ngon. Súp lơ nữa nhỉ. Nấu canh súp. Đó. Cà tím nữa. Cà tím mà lên mấy tháng rồi đấy. Ủa cây siêu to luôn. Rồi, để chưa? Trái thôi. Đó. Hai trái luôn. Thật sự với các bạn là Liên bỏ bê cái cây cà tím này hơi bị lâu rồi, mình Liên bận quá. Mà nó vẫn tốt rồi. Trời ơi, đây bao siêu trái luôn nè, đẻ chưa nè. Ôi, bị thối rồi. Ủa, chưa các bạn. Thối rồi nè. Đó. Bên trong vẫn còn ăn được. Chúng ta không... Một trái. Cái này hái luôn. Non cho nó ngon. Hai trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trái. 11. Cái này 11 trái. Trời ơi, cái mẹt này nó không đủ. Trời ơi, cái mẹt này nó không đủ. À, rực rỡ. Chưa các bạn ơi, nặng đấy. Chưa hết đâu. Chúng ta còn mấy món ăn chơi nữa. Hồn cái chắc ghi thịt nè. Rồi, cho chị xin nha. Hai trái. Cắt cái này luôn đi ha. Cái này ăn được rồi. Cái này bự rồi. Cái này hỏng. Mai mốt vợ làm mà. Vợ sẽ để nó dè chồng. Vợ sẽ để 1-2 trái. 2-3 trái rồi đó vợ để dè. Xong rồi cái để khô á. Mòi hết rồi, mình đựng rượu nhờ. Ừ ha, đẹp lắm ấy.
sơn nữa, về sơn bô can các kiểu lên báo đẹp luôn. Eo, cái trụ này nó nhiều, trời nó nhiều. Đi ra ngoài nó mọc bên ngoài cái trụ này. Rồi, cái trụ đậu rồng của Liên à, đã chua. Đây là mùa đậu rồng thứ hai rồi đấy các bạn. Cái trụ này, cái chè này Liên trồng đậu rồng năm ngoái à. Năm nay là Liên là trồng đợt thứ hai này. Nó mới phá đợt cũ đi. Tốt chưa? Bí nữa, trời ơi, bí nữa, bí mướp luôn. Thấy hai trái chua. Đây này, ôi cho mí cho bước của Liên thôi chua. Hái luôn, Liên hái nha, xin nha, chị xin. Thương nóng, mướp hương thơm, chập nắp luôn, mình ăn mà. Đây, đã chưa? Đã này chắc phải tí lên cân thử xem bao nhiêu ký. Hái nha. Đó, một nắp hai con. Một nắp hai con này các bạn, chỉ cho con Lê ăn mùi hôi nát của Liên. Đẹp nhờ. Thơm. Thơm người hết. Hai cú sao nhãn của mình là thơm nhất. Đặt đây nè. Tên. Đây là thành quả của Liên sau những 3 tháng Liên làm YouTube và Liên bắt đầu Liên làm cái gia đình nhỏ của Liên đó. Đó, rất là hạnh phúc luôn. Và không thể thiếu sau lưng Liên. Các bạn thấy gì chưa? Đây là những trái cà chua cherry quý giá. Rồi, nó chín rồi, Liên xin phép Liên ăn trước. Con mời vợ ăn trước nha. Trời ơi, đỏ hòn luôn. Nhưng mà công nhận là cà chua trồng rất là khó luôn đấy các bạn. Liên trồng rất nhiều rồi. Liên trồng xuống bếp rồi, Liên trồng trong những cái bầu của Liên nè. Thì ở dưới bếp Liên chết hết rồi. Rồi Liên vô bầu á thì nó lớn cỡ này, Liên nghĩ là chắc là nó sẽ không chết đâu. Cái giờ nó bị chết héo chậm này. Bận này là bận héo chậm, nó cứ héo dần dần nó chết. Cái bên của Liên cũng chết luôn. Và cây này cũng chết luôn. Và Liên chỉ còn mấy cây bên kia thôi. Mấy cây bên kia bắt đầu ra trái rồi nè. Nói chung là nó chưa có chết. Hy vọng là nó sẽ không có chết. Thì cà chua trồng rất là khó luôn. Bận héo chậm rồi, khi mà nó chín thì bị thối trái, bị sâu ăn. Không sao hết, Liên cứ trồng. Rồi Liên học hỏi kinh nghiệm, từ từ Liên rút kinh nghiệm, Liên trồng tiếp. Liên không có bỏ cuộc. Thậm chí là cái bí ngòi của Liên á, Liên chưa ăn được một trái nào luôn. Nhưng mà bây giờ Liên đang trồng lại. Đó. Thôi, giờ ăn thôi, sướng quá. Ăn sao cho đã ta. Trong miệng vào ăn luôn nhá. Nó phỏ nước ra luôn. Trời ơi, chua. Chua quá. Nhưng mà ăn nó đã rồi đấy. Nó tươi, nó mọng nước. Mùi cà chua. Cà chua có mùi cà chua các bạn ạ. À, mấy cái này mình ăn được rồi đó. Nó vàng vàng rồi nè. Kỳ lắm. Để chồng chứ. Một cửa bự cướp. Nó chưa chín đỏ chua. Đã quá. Đã. Còn nhiều mà không lê loi rồi. Để cảm ơn tất cả các bạn đã yêu thương, đồng hành, ủng hộ kênh Coco Farm Cuộc Sống của Liên rất nhiều. Liên sẽ tiếp tục lên làm farm, lên trồng rau. Liên sẽ có nấu ăn nữa. Hy vọng là lần sau là Liên cũng đặt một số loại hạt về nữa. Ăn xong thì nói. Nhanh. Liên đặt một số loại hạt về Liên trồng. Thì Liên thích trồng những cái giống nội địa trước là giống Việt Nam mình. Tại vì nó, cái giống của Việt Nam mình thì nó thích hợp với khí hậu Việt Nam mình. Nó dễ trồng. Thì Liên sẽ trồng trước, sau đó Liên sẽ trồng thêm một số cái loại giống là lạ nữa. Khi nào Liên có thành quả, Liên sẽ show cho các bạn xem. Còn bây giờ thì chiêm ngưỡng nó thôi, đã quá. Thôi, này, cái màu của cải đỏ nó đỏ đấy chứ. Mà mình đừng có, cái dại dột nhất là của mình á, là mình tự nhiên mình gọt hết cái vỏ này đi, mình ăn cái phần trắng ở trong. Thật sự là cái thành phần mà cái màu đỏ là cái thành phần có cái chất carotenoid, nó rất tốt. Cà rốt mình á thì là mình cứ cạo vỏ, gọt vỏ đi, nhưng mà không nên. Tại vì thật sự là cà rốt mình mua ngoài chợ thì nó người ta xài thuốc nhiều, thì mình nên gọt. Còn Liên thì Liên sẽ tự trồng, Liên tự ăn, Liên thích là như vậy đó, cho nên Liên sẽ ăn luôn.
Đó, nhưng mà tại vì Linh chưa có rửa. Linh chưa có rửa thôi chứ. Thơm lắm nè. Trời ơi, công nhận cà rốt thơm thật. Mình ăn sáng mình chị Du nữa các bạn. À, bầu nè, bầu Linh cũng luộc cả vỏ lên ăn luôn, nấu canh cả vỏ lên ăn luôn, Linh ăn tất cả luôn. Có dương bí thì vỏ nó cứng quá không ăn được. Cà thơm. Đó. Súp lơ nè, bắp cải nè. Trời ơi, quá trời thứ anh chơi. Sướng. Sau khi là Linh đã thu hoạch được một mẻ, Linh bắt tao lên lại phải trồng lại tiếp, mình cứ trồng á. Sướng quá các bạn ạ, sắp có chuối chín nữa rồi. Nào có chuối chín lên sẽ quay cho các bạn lên chặt chuối xong rồi lên sẽ làm cái món gì đó lại ăn cho nó bổ béo. Vậy thôi, xin chào tất cả các bạn. Quên mất cái khúc này. Mong các bạn luôn yêu thương, đồng hành, ủng hộ kênh Coco Fam, cuộc sống của Liên. Các bạn hãy cho Liên một like, một share đến Facebook, rồi share đến bạn bè của các bạn để mọi người vô ủng hộ kênh Coco Fam, cuộc sống của Liên. Đăng ký kênh cho Liên. Xin chào.